Xin chào các khán giả thân yêu của lịch sử Trung Quốc. Các bạn thân mến, chắc hẳn đối với những khán giả yêu thích Tam Quốc đã không còn xa lạ với võ tướng Triệu Vân đúng không ạ? Ông là công thần khai quốc nhà Thục Hán. Ông được đánh giá là một vị tướng uy dũng, mưu lược, hết lòng tận trung vì nước, được người đời ca ngợi là hổ uy tướng quân. Tuy không phải là vị tướng dũng mãnh nhất Tam Quốc, nhưng nếu nói về tấm lòng ngay thẳng, tận trung báo quốc, chắc khó ai có thể hơn ông. Thậm chí, Lưu Bị từng khen Triệu Vân rằng, Tử Long quả thật một thân toàn đảm vậy. Chữ đảm có nghĩa là khí phách, lòng dũng cảm. Đây là một nhận xét rất chính xác về con người ông. Cuộc đời oai hùng là thế. Tuy nhiên, ít người biết rằng, trước khi lâm chung, Triệu Vân đã phải hét lên 4 chữ tố cáo kẻ khiến triều đình Thục Hán diệt vong, khiến cho Gia Cát Lượng mặt mũi biến sắc. Vậy, đó là 4 chữ gì? Và tại sao vị quân sư của Thục Hán lại phải sợ sệt đến như vậy? Các bạn hãy cùng lịch sử Trung Quốc tìm hiểu ngay sau đây nhé! Nhắc đến những chiến tích lẫy lừng nhất của Triệu Tử Long, chắc chắn phải đề cập đến trận Trường Bàn. Triệu Vân uy dũng vô song, ôm theo A Đầu, một thương một ngựa liều mình xông pha trong đám quân Tào Tháo, dễ dàng đâm chết hàng loạt tướng Tào như trốn không người. Quả thật là một vị anh hùng xuất sắc. Triệu Vân và Lưu Bị vốn quen biết nhau từ rất sớm, khi đó Triệu Vân vẫn còn ở dưới trướng Công Tôn Toàn. Về sau, Lưu Bị đến nương nhờ Công Tôn Toàn, hai người vừa gặp đã giống như quen biết từ lâu. Sau này, Triệu Vân đi theo Lưu Bị, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, trở thành cánh tay phải của ông, luôn một lòng tận trung. Đáng tiếc rằng, một người trung kiên như vậy cũng phải hét lên 4 chữ trước khi chết. 4 chữ này nghe xong, Gia Cát Lượng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đêm Hán nói, Triệu Vân mất năm 229. Lúc đó, nước Thục không còn nhiều tướng tài. Triệu Vân cũng là vị tướng cuối cùng trong ngũ hổ tướng. Khi ấy, Gia Cát Lượng đã hoàn thành bước đầu là khôi phục nhà Hán, chuẩn bị cho cuộc chinh phạt phương Bắc. Nhưng ông không ngờ rằng, trận chiến sắp tới cũng chính là những thời khắc cuối cùng của Triệu Vân. Cuộc bắc phạt đầu tiên của Gia Cát Lượng đã kết thúc trong thất bại, khiến toàn quân mất hết tinh thần chiến đấu. Khi đó Triệu Vân đã gần 70 tuổi. Sau trận chiến này, Triệu Vân xuống sức, ngày càng bệnh yếu, không hồi phục lại được. Tuy thân thể tan tạ là thế, nhưng ông vẫn giữ ý chí sắt đá một lòng. Trước khi chết, vẫn hừng hừng khí thế phục quốc, thậm chí còn hét lớn lên rằng Bắc phạt, Bắc phạt. Nghe xong, Gia Cát Lượng cảm thấy vô cùng hổ thẹn trong lòng. Đây không chỉ là mục tiêu mà Triệu Vân dành cả đời để theo đuổi, mà còn là nỗi niềm của rất nhiều lão tướng nhà Thục. Mỗi khi nghĩ về câu nói của Triệu Vân, Gia Cát Lượng lại rơi nước mắt, thở dài đau xót. Các bạn thân mến, tổng cộng Gia Cát Lượng bắc phạt 5 lần, tuy nhiên đều không thành công. Bản thân Khổng Minh cũng nhận thấy việc thống nhất Trung Hoa khó khăn đến mức nào. Tuy nhiên đã nhận sự ủy thác của tiên đế cũng như kỳ vọng từ những bậc danh tướng nhà Thục Hán, ông chỉ còn cách cống hiến hết sức mình, cố chấp vượt qua mệnh trời. Thế nhưng, đây lại chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của vị thừa tướng đại tài này. Công cuộc bắc phạt cũng đã khiến tập đoàn chính trị Thục Hán ngày càng trên đà diệt vong, không thể cứu vãn. Và khi tiến hành bắc phạt, Gia Cát Lượng đã sai ở đâu? Điều đó ảnh hưởng đến quốc gia như thế nào? Xin mời các bạn cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé! Các bạn thân mến, năm 228, Xuất Sư Biểu lưu truyền ngàn năm đã ra đời. Từ đó, Gia Cát Lượng đã bắt đầu kế hoạch lâu dài bắc phạt. Lần bắc phạt đầu tiên, Triệu Vân và Gia Cát Lượng chia ra tác chiến, lần lượt giành lại được những quận như Thiên Thủy, Nam An, An Định, đánh cho quân Tào thua tan tác. Trong chốc lát, quan trung rung chuyển, quân Thục thu được thành quả lớn, nhưng tình hình trên chiến trường thay đổi chỉ trong chớp mắt. Mã Tắc để mất Nhai Đình, Triệu Vân ra quân bất lợi, Gia Cát Lượng dẫn quân rút về Hán Trung. Lần bắc phạt thứ nhất, giai đoạn đầu mọi thứ suôn sẻ, nhưng nhanh chóng bị Tào Ngụy xoay chuyển tình thế. Mấu chốt nằm ở việc Mã Tắc đánh mất Nhai Đình. 3 vạn đại quân do ông dẫn đầu bị tổn thất nghiêm trọng, chỉ còn lại vài ngàn người, con đường vận chuyển lương thảo của quân đội Thục Hán bị chặt đứt. Ngoài ra, còn cả ở 1 vạn đại quân của Cao Tường Thành liệt liễu, cánh quân phối hợp tác chiến từ bên trong của Ngụy Diên. Những tổn thất này cộng vào phải vượt quá 5 vạn. Không lâu sau, 3 quận Thiên Thủy, Nam An, An Định lại phản Hán theo Ngụy. Mùa đông cùng năm đó, Gia Cát Lượng bắc phạt lần thứ 2, nhân thời cơ Lục Tốn đánh bại Tào Hưu ở Thạch Đình. Đi qua Tán Quan,
bao vây Trần Thương. Đáng tiếc, hơn 20 ngày vẫn chưa đánh hạ được, quân chi viện của phe Tào cũng đã tới, Gia Cát Lượng đành phải rút lui về Hán Trung. Năm sau, Thục Hán tiến hành Bắc phạt lần thứ ba, lần này đánh chiếm được hai quận Vũ Đô và Âm Bình, còn đập tan được quân cứ viện của nước Ngụy. Nhân lúc tình hình đang có lợi cho Thục Hán, Gia Cát Lượng rút quân, quay trở về kinh đô, tăng cường phòng thủ để chống lại sự tấn công của quân Ngụy. Năm 231, lần Bắc phạt thứ tư, quân Thục bao vây Kỳ Sơn, chuẩn bị quyết chiến với thống soái Tư Mã Ý của quân Ngụy, nhưng Tư Mã Ý đóng cửa thành không chịu ra, với ý đồ tiêu hao hết lương thảo của quân Thục. Nhờ đó, ép đại quân của Gia Cát Lượng phải rút lui, còn tung tin về nước Thục rằng Gia Cát Lượng đã xưng đế. Gia Cát Lượng đành phải thu quân quay về triều đình. Lần thứ năm rời Kỳ Sơn, Gia Cát Lượng chỉ huy 10 vạn đại quân, đóng quân tại Gò Ngũ Trượng. Trong lần xuất chinh này, Gia Cát Lượng vất vả lâu ngày đã khiến trong người sinh bệnh. Bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng qua đời tại Gò Ngũ Trượng. Mọi người thường được nghe rằng Gia Cát Lượng lục xuất Kỳ Sơn, thực tế chỉ có 5 lần Bắc phạt. Thật sự rời Kỳ Sơn chỉ có 2 lần, còn một lần là quân Ngụy tấn công Hán Trung. Gia Cát Lượng phản đòn lại, thế nên mới có cách nói lục xuất Kỳ Sơn. 5 lần Bắc phạt kể trên thua nhiều thắng ít, giáng những đòn nặng nề lên nước Thục. Ngũ hổ tướng của phe Thục Hán chỉ còn lại một người, Triệu Vân cũng qua đời vì bệnh tật. Mã Tắc đã bị Gia Cát Lượng chém đầu và cả hai đại tướng là Trương Hưu và Lý Thịnh, tổng cộng tổn thất 11 tướng lĩnh trong quân đội. Tướng lĩnh tầm trung thậm chí tổn thất lên tới hơn 70 người, nhân tài gom góp nhiều năm về cơ bản đều dùng hết sạch. Từ đó về sau, Thục Hán không còn có cơ hội giành thắng lợi nữa. Ngoài ra, sai lầm lớn nhất của quân sư nhà Thục Hán Gia Cát Lượng chính là việc lựa chọn Khương Duy làm người kế thừa sau khi mình qua đời, khiến Thục Hán nhanh chóng sụp đổ. Khương Duy tự Bá Ước là người cam túc, ban đầu là một vị tướng bên phe Tào Ngụy. Mùa xuân năm 228, Gia Cát Lượng phái Trấn Đông tướng quân Triệu Vân, Dương Vũ tướng quân Đặng Chi chiếm cứ Cờ Cốc, sẵn sàng tấn công đất Mi, Thiểm Tây ngày nay. Ngụy Minh Đế Tào Duệ khi đó cử đại đô đốc Tào Chân làm thống lĩnh, đặt trọng binh phòng ngự ở đất Mi. Gia Cát Lượng nắm lấy cơ hội dẫn đầu quân chủ lực quay sang tấn công Kỳ Sơn. Quân Thục đang có thế lớn lại được ba quận Thiên Thủy, Nam An, An Định của Ngụy đều đã sẵn sàng bỏ Ngụy về Thục. Khương Duy khi đó là trung lang tướng ở quận Thiên Thủy cùng thái thú Mã Tuân, tháp tùng thứ sử Ung Châu Quách Hoài tuần sát các vùng. Được tin ba quận phản Ngụy, Quách Hoài cấp trở về đất Thượng Khuê ở phía đông để gia cố phòng ngự. Vì bất đồng chính kiến, Mã Tuân bỏ lại Khương Duy một mình chạy về Thượng Khuê. Khi Khương Duy cùng các thuộc hạ tới nơi thì Quách, Mã quyết không mở cổng thành. Khương Duy tới bước đường cùng buộc phải quay đầu trở lại và sau đó gia nhập lực lượng của Gia Cát Lượng. Có được Khương Duy, Gia Cát Lượng vui mừng như nắm trong tay báu vật. Thư gửi tham quân Tường Uyển có đoạn viết: Khương Bá Ước nhạy bén việc quân, suy nghĩ thấu đáo, đã trải qua nhiều thử thách. Năm đó, Khương Duy 27 tuổi, được Gia Cát Lượng sắc phong là Phụng Nghĩa tướng quân, làm Dương Đình Hầu. Được Gia Cát Lượng tín nhiệm, Khương Duy sớm thăng cấp làm Trung Giám quân, dẫn đầu đại quân chinh phạt phía Tây. Sau lần rút quân từ Gò Ngũ Trượng về thành đô, Dương Nghi tỏ ra tự mãn, cho rằng mình có công lớn, đáng là người kế thừa Gia Cát Lượng, nhưng lại không được Gia Cát Lượng tin tưởng, giao phó binh quyền, nên Dương Nghi tỏ ra bất mãn. Năm 235, Lưu Thiện hạ lệnh bãi chức Dương Nghi, phế làm dân thường. Vì vẫn tỏ ra phản kháng, Dương Nghi bị bắt giam và cuối cùng tự sát trong tù. Về phần mình, Gia Cát Lượng đem chính sự giao Tường Uyển, Phí Y, Đồng Doãn. Riêng quân sự do Khương Duy nắm quyền. Về sau, Tường Uyển, Đồng Doãn lần lượt qua đời, Khương Duy nắm quyền lực lớn hơn, cùng Phí Y giữ chức thượng thư. Khi Phí Y bị hàng tướng Quách Tuần ám sát năm 253, Khương Duy về cơ bản đã trở thành đại thần có tầm ảnh hưởng lớn nhất nhà Thục Hán. Có thể nói, mọi vấn đề của Thục Hán đều đổ lên đầu Khương Bá Ước. Khương Duy không gánh vác được nhà Thục Hán. Sau khi Lưu Bị qua đời, Gia Cát Lượng nắm quyền triều đình Thục Hán hơn 10 năm, trong đó có 7 năm khiến đất nước luôn trong tình trạng chiến tranh, bao gồm một lần Nam chinh và 6 lần Bắc phạt. Trong khi đó, Khương Duy 9 lần mở chiến dịch tấn công nhà Ngụy ở phương Bắc, gọi là Cửu phạt Trung Nguyên. Mặc dù Khương Duy giành được một số thắng lợi, nhưng sự nghiệp nhất thống thiên hạ của Thục Hán
vẫn không đạt được bất cứ đột phá chiến lược nào. Có thể nói, Gia Cát Lượng và Khương Duy đều là những nhân vật tài ba thời Tam Quốc, nhưng cả hai đều thất bại trong vai trò thừa tướng nhà Thục Hán. Bảo tàng văn hóa Thục trong Miếu Vũ Hầu ở Thành Đô, Trung Quốc có lưu trữ một tấm bản đồ thời Tam Quốc, bao gồm số liệu so sánh nhân khẩu ba nước khi đó. Cụ thể, dân số Thục Hán là 940.000, Tào Ngụy là 4.432.881, còn Đông Ngô là 2.300.000 người. Những số liệu này về cơ bản phản ánh được tình trạng phân bố dân cư và sức mạnh của ba phe phái thời Tam Quốc. Dân số Thục Hán không bằng 1/4 Ngụy và 1/2 Đông Ngô, trong khi Trung Quốc thời cổ đại phụ thuộc lớn vào sức chiến đấu từ nhân lực. Từ khi hình thành đến sau này, nhà Thục Hán luôn yếu nhất. Có ý kiến cho rằng, chỉ cần sở hữu thống soái tốt thì con cừu cũng có thể được đào tạo thành con hổ. Nhưng nhà Thục Hán cuối thời Tam Quốc cũng không có ai kiệt xuất như vậy. Năng lực Gia Cát Lượng sau này được các nhà sử học đánh giá không vượt trội so với Tư Mã Ý. Khương Duy kế tục cũng không chiếm ưu thế trước Đặng Ngải, Trung Hội nhà Ngụy. Nhiều năm sau khi Gia Cát Lượng qua đời, Phi Y từng cảnh báo Khương Duy: "Chúng ta tài kém xa thừa tướng Gia Cát Lượng, thừa tướng cũng không thể bình định Trung Nguyên, huống gì bọn ta, chỉ bằng giữ nước an dân, bảo toàn xã tắc cũng là giữ trọn cơ nghiệp." Câu nói này được các nhà nghiên cứu ngày nay nhận định là đúng đắn. Chiến tranh được coi là con dao hai lưỡi, 9 lần xuất quân Bắc phạt, Khương Duy đều không thể giành chiến thắng quyết định. Số dân nước Thục khi Lưu Bị xưng đế năm 221 là 900.000, thì đến giai đoạn diệt vong năm 263, con số này chỉ tăng lên có 940.000. Số liệu hầu như không có sự khác biệt, đã thể hiện tình hình chiến tranh liên miên khiến sức mạnh nhà Thục Hán gần như không thay đổi. Như vậy, Khương Duy chỉ tròn vai trong vai trò lãnh đạo quân sự mà không thể hiện được năng lực trong chuyện triều chính. Ông cũng không quan tâm đến việc phát triển đất nước. Nhân vật tầm thường như Liêu Hóa ở nhà Thục cũng từng khuyên Khương Duy: "Binh không giấu, ắt tự diệt, chí không hơn địch, mà lực kém hơn địch, làm sao có thể đứng vững? Nhiều năm chinh chiến, quân dân không được an ninh, lại thêm Ngụy có Đặng Ngải túc trí đa mưu, không phải tầm thường, không nên miễn cưỡng làm điều quá khó khăn." Việc Khương Duy chủ chiến được đánh giá là biết chắc thất bại mà vẫn cố chấp. Các bạn thân mến, như vậy bắt nguồn từ những sai lầm liên tiếp của Gia Cát Lượng, từ việc dùng người cho đến tiến hành Bắc phạt đã khiến Thục Hán diệt vong, uổng mất công lao của tiên chủ Lưu Bị. Các bạn nghĩ sao về kết cục của tập đoàn chính trị này? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi cùng biết nhé! Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!